Bạn có biết cái tên Google thì vốn là một phép chơi chữ của từ Google, là một thuật ngữ toán học có giá trị là số 1 và 100 chữ số 0 đứng đằng sau. Thực tế thì đây là một con số rất lớn mà không kiểu dữ liệu nào trong Java có thể lưu trữ được, kể cả Clone. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lưu trữ hoặc có biểu diễn giá trị này trong Java? Google thì gồm 101 chữ số. Chúng ta sẽ thử biểu diễn nó bằng một kiểu string có vẻ là một phương án khả thi. Mặc dù là không thể thực hiện các phép toán số học ở bên này, nhưng mà khi chúng ta lưu trữ nó bằng kiểu string thì chúng ta vẫn có thể hiển thị nó ở trên màn hình. Tuy nhiên thì việc gõ chữ số 1 và 100 chữ số 0 đằng sau thì nghe vẫn chưa phải là một phương án tối ưu. Vậy thì tại sao mà chúng ta không sử dụng vòng lặp while để biểu diễn nó? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng khởi tạo một chuỗi gồm chữ số 1, sau đó chúng ta sẽ sử dụng phép nối sâu để thêm con số 0 vào đằng sau. Để thêm cái chữ số 0 thì ta sử dụng vòng lặp while. Vòng lặp while thì sẽ kiểm tra độ dài của string, nếu nó vẫn nhỏ hơn 101 thì ta vẫn tiếp tục thêm những chữ số 0 vào sau. Ta sẽ thêm cho đến khi nào mà chiều dài sâu đạt được 101 ký tự. Vậy thì ta cần phải một biến để theo dõi độ dài của string, ta gọi biến đó là biến length. Đầu tiên thì chúng ta khởi tạo sâu Google bằng 1, tiếp theo thì ta khai báo khởi tạo biến length kiểu integer với giá trị đầu tiên được khởi tạo là số lượng ký tự cho sâu Google, được gọi ra bằng hàm google.length. Khi chúng ta thêm ký tự vào sâu Google thì chương trình cũng cập nhật giá trị mới cho biến len, vì thế nó sẽ luôn theo dõi được độ dài sâu Google. Và đây là đoạn code thực hiện những yêu cầu trên, tuy nhiên thì điều kiện lặp vẫn được để trống. Bạn hãy điền điều kiện lặp để hoàn thành đoạn chương trình trên.